Sáng nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2022 và triển khai hóa đơn điện tử theo tinh thần Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng từ cho hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Cục Thuế quản lý. Điểm mới và quan trọng nhất của nghị định này là quy định về việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nâng cao trình độ quản lý và tiết kiệm chi phí, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức nộp thuế, giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn của người nộp thuế. Tại hội nghị này, đại diện Cục Thuế đã giải đáp nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh xung quanh quy trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, những trường hợp cần phải chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, v.v.